Xin chào tất cả các bạn nhé. Chúc các bạn một năm mới nhé. Thật nhiều sức khỏe, thành công, kiếm được thật nhiều tiền các bạn. Đấy, thì hôm nay là mình đã tiếp tục lại với cái công việc của mình, quấn động cơ. Thì hôm nay là mình đang có một con động cơ. Con động cơ này là của hãng gì nữa? Của Ý, Italia đấy các bạn. Đấy, 25 HP nha các bạn nhé. 18,5 kW. Đấy, 18,5 kW. Điện áp của nó là 400V/690. Đấy. Đấy, thông số của nó thì nó cũng ghi hết ở trên này rồi. 35,3 A này. Dòng định mức đấy. Không tải là 20,4 A. Đấy. Thì đây con động cơ này nó cũng cháy đen xì rồi đây các bạn này. Đấy, cháy đen rồi. Đây. Đây các bạn này, xem này. Nó chạy tam giác các bạn nhá. Cái động cơ này là của mình là họ chạy trực tiếp tam giác luôn. Trực tiếp tam giác luôn này. Thì trước khi là mình tháo những cái con động cơ này ra mình xem ấy để mình quấn ấy thì là các bạn đợi mình chút. Xin chào tất cả các bạn nhé. Mình giới thiệu mình tên là Linh. Đấy, Linh Motor. Linh Motor Yên Bái. Thì là trong cái xã hội bây giờ ấy thì là mỗi người một công việc nó khác nhau. Đấy, nhiều người làm những cái công việc nặng nhọc mà hay phải dùng đến sức khỏe nhiều ấy. Sức khỏe nhiều ấy thì rất nhiều, đa số là nhiều người là bị gặp phải những cái chứng bệnh là đau nhức xương khớp này, rồi là đau thoái hóa đốt sống lưng, đốt sống cổ, đau dây chèn ép dây thần kinh chẳng hạn ấy. Thì mình thì ở Yên Bái đấy, thì cũng có một cái bài thuốc đây này các bạn ạ. Đây bài thuốc này chuyên đặc trị về các bệnh là xương khớp đấy. Thì rất là nhiều người mà mắc phải những cái chứng bệnh này thì kể cả là đi các mọi người mà cứ đi bệnh viện chẳng hạn, đi bệnh viện thì chữa bằng thuốc tây thì nó cũng không thể khỏi được. Các bạn có chữa đến mấy chục năm nó cũng không bao giờ khỏi được luôn. Đối với những cái bệnh đau nhức xương khớp như thế này ấy, thì đây mình có cái bài thuốc này, thuốc nó rất là tốt, rất là hiệu quả ấy. Thì hôm nay là giới thiệu đến mọi người nói như thế, nếu mà ai mà gặp phải những cái chứng bệnh về vấn đề về xương khớp thì là có thể là liên hệ với mình qua số điện thoại là 0912 377 591, thì là để được gọi và được nếu mà cần mua thuốc ấy, thì là mình sẽ gửi đến tận nhà cho mọi người. Đây là cái thuốc này, thuốc nam nhé các bạn nhé. Đấy, thuốc nam gia truyền đây các bạn. Đấy, của cái này là của đồng bào vùng Tây Bắc người ta làm ra. Thì thấy bài thuốc nó hay ấy, thì là mình muốn giới thiệu và chia sẻ đến các bạn. Nếu mà ai mà đang bị đau nhức và những cái bệnh như thế thì là có thể là liên hệ đến mình, thì là mình sẽ gửi cho. Thì cái thuốc này thì rất là nhiều người đây. Đấy, nhà mình cũng đang gói thuốc đi để gửi ra này các bạn này. Đây cái đơn này là gửi đi quận Đống Đa Hà Nội. Đấy. Còn ở đây nữa thì là gửi đi Thanh Hóa. Đây Thanh Hóa này các bạn này. Đấy. Thì cái thuốc này thì là rất nhiều người đã nhờ mình gửi cho rồi, thì là mình cũng gửi cho đa số là rất nhiều người hầu như khắp các tỉnh. Bạn bè khắp các tỉnh như là ai bị đau thì đa số là mình cũng đã gửi cho hết rồi. Mà họ uống thì thấy là rất là hiệu quả, chứ không phải là như thuốc tây. Thuốc tây thì các bạn là cứ có đi nằm viện đến cả hàng tháng rồi mà nó cũng chẳng đỡ được một tí nào, mà tốn rất là nhiều tiền. Tốn rất là nhiều tiền. Thì hôm nay là mình chia sẻ đến như vậy. Nếu mà ai mà xem được clip này mà cũng mắc với những cái bệnh như ở trên ấy thì là có thể là liên hệ mình để mình gửi đến tận nhà cho. Đấy, thì cảm ơn mọi người đã xem clip nhé.
còn cứ đau mà cứ cố chịu mãi thì là nó cũng sẽ rất là hại sức khỏe đấy, không tốt, không có thời gian để làm việc nữa, nên là nhiều khi là nó rất là bực mình và khó chịu. Thì cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip của mình nhé. Nếu mà ai mà gặp phải những cái vấn đề như vậy thì là có thể là liên hệ với mình ở số điện thoại ở bên dưới cái góc bên phải của màn hình ấy, là mình sẽ ship đến tận nơi cho. Ok các bạn nhé. Thì trước khi các bạn tháo nó ra để mình cuốn xem như nào ấy. Biết bên ngoài là người ta là chạy tam giác rồi đúng không các bạn? Thì bây giờ các bạn này xem này, những cái mối đầu ra của nó đây, những cái đầu dây ra nguồn đấy nó lấy ra từ mấy điểm đây các bạn này, mình nhìn này đấy. Con động cơ này của mình là nó sẽ lôi ra từ hai điểm đối diện nhau này. Động cơ này là nó gồm có 48 rãnh nhá các bạn nhé. Đấy, các bạn lôi hết ra để ý cái cách đấu của nó như thế nào. Xong là khi mình cuốn lại cái thông số cũ cho nó thì là các bạn cũng sẽ lại đấu lại theo cái như và lúc họ đấu ban đầu. Đấy. Đây. Mình đã lôi hết được 6 đầu dây lên. 6 đầu dây của mình lên đây rồi. Thì các bạn để ý này. Nó lấy ra ở hai điểm, đầu nào cũng như vậy thôi, nó ra ngoài là 6 đầu dây để khi mình mắc vào cầu đấu ấy. Mình mắc vào cầu đấu ấy thì là nó ra ở mỗi một cái đầu dây là nó lấy ở hai điểm. Đấy, cái này nó bị. Vâng, chị ạ. Đây. Lấy ra ở hai điểm thì có nghĩa là con động cơ này của mình là họ sẽ đấu là A bằng 2 nhé các bạn nhé. Đấu A bằng 2 là song song hai mạch nhánh đấy. Đấy, người ta đấu là song song hai mạch nhánh thì khi các bạn cuốn lại thì là mình cũng sẽ đấu lại cho nó là song song hai mảnh nhánh. Con động cơ này là của Ý và 48 rãnh này các bạn, 48 rãnh đấy, 48 rãnh thì họ sẽ cuốn vào là từng pha một. Thì các bạn để ý này, cứ bước vào dây của nó 1 này, 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đấy, như này là vào đồng đồng tâm nhá các bạn nhá. Mỗi một bối của nó thì nó sẽ dính với hai tép dây. Hai tép dây vào bước 10 và 12. Khi mình cuốn lại thì mình có thể là cuốn, nếu mà không các bạn không thích cuốn đồng tâm mà các bạn thích cuốn đồng khuôn ấy, vào bước 10 10 hai bước đồng khuôn là 11. Hai tép là bước 11 11 cũng được. Đấy, cho các bạn nhìn rõ kỹ nhá. Được rồi, bây giờ mình đã biết được cái kiểu đấu của nó rồi. Thì bây giờ mình sẽ phá nó ra và lấy lại cái thông số cũ của nó. Rồi cuốn lại đây. Con động cơ này của mình thì là họ là bị vào nước nên cháy. Thì đấy các bạn nhìn này, dây nó vẫn rất là đẹp. Vẫn là còn rất là đẹp, rất là ok. Thì mình chỉ cần là cuốn lại cái thông số y như cũ cho nó là được. Thì các bạn cứ gỡ ra đếm bao nhiêu vòng, dây bao nhiêu thì các bạn lại cuốn lại y như cũ cho mình, là động cơ là lại hoạt động ok bình thường. Đấy, vậy các bạn đợi mình một chút nhé, để mình sẽ phá nó ra và lấy lại thông số cho các bạn. Mình cũng đã phá nó ra và cuốn lại xong rồi đây các bạn. Đấy, đây đây nha các bạn nhé. Đấy, động cơ này là của Ý thì là mình chỉ cần lấy lại cái thông số nguyên bản của nó là được thôi. Đấy. Tại vì là khi mình tháo ra ấy là nó vẫn không bị on dây hay như thế nào ấy, thì là mình cứ phang cái thông số cũ chuẩn vào cho nó là được. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn cái thông số của nó nhá.
Đây các bạn. Đấy, mình sẽ ghi vào đây cho các bạn xem nhá. Các bạn đợi mình chút. Đây. Động cơ này là động cơ 18,5 kW Italy. Tốc độ của nó là 1.400 vòng trên 1 phút và chạy tam giác A2. Tam giác A bằng 2 có nghĩa là đấu song song như lúc mình mở ra đây các bạn. Chiều dài của nó là hiệu là L sẽ bằng là 26 cm, D bằng 16,5 cm. Đâu để mình kiểm tra lại cái D. D là 15,5 cm các bạn. 15,5 cm này. Z là bằng 48 rãnh. 48 rãnh nhá các bạn nhá. Số vòng dây của nó này là V kép sẽ bằng là 29 vòng. Bằng 29 vòng. Còn cái chiều cái bước vào dây là Y bằng 10 12, Y bằng 10 12 nhé các bạn nhé. Các bạn có thể cuốn lại đồng hai cái bước bằng nhau là 11 11 cũng được. Đấy, 10 12. Và cỡ dây của nó mình ký hiệu là phi sẽ bằng là 0,90 × 3. Đấy, 0,90 × 3 nhá. Và con động cơ này thì mình cuốn lại là mình sẽ cuốn lại là 2 dây 1 ly mốt 1.10 × 2. 2 dây 1 ly mốt này các bạn này. Đấy thì đây là cái toàn bộ cái thông số của con động cơ này. Thì nếu mà anh em nào mà có gặp những cái con động cơ như thế này thì là mình có thể là lấy lại cái thông số của nó. Mà mất thông số thì chẳng hạn ấy, thì mình có thể theo dõi luôn nhá, động cơ của Ý. Đấy. Thì được rồi. Như vậy nhá các bạn nhá. Đấy, toàn bộ thông số của nó đây. Nếu mà các bạn cần ấy thì có thể là chụp lại ảnh màn hình. Đấy, thì cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của Linh Motor nhá. Hẹn gặp lại các bạn vào những cái clip sau.